Nghề làm muối đã gắn bó với bà Hồ Thị Duyên hơn 40 năm. Dậy đi làm từ 4 giờ sáng cho các công đoạn ban đầu. Và lúc 12 giờ trưa, khi nắng to nhất là thời điểm ra đồng để thu hoạch muối. Gần 2 tạ muối mỗi ngày trong những ngày nắng nóng cao điểm là thu nhập chính để nuôi sống 7 người trong gia đình. Không bỏ được, nhưng nhọc mấy cũng phải làm, vì không có cái việc gì mà làm lại. Nghề làm muối đã hình thành nên những làng nghề từ đời này sang đời khác. Nhưng hiện nay, chủ yếu là người già, trung niên bám trụ với nghề. Là lý do là trăng nắng trăng mưa với hai nữa chứ làm ăn thất thường rồi, bây giờ được 3 tháng nắng còn mấy tháng rồi cũng phải bỏ đi việc khác làm ăn. Nghề làm muối kéo dài từ tháng 3 đến tháng 6. Trời càng nắng, các diêm dân càng ra đồng làm muối đông hơn ngày thường, bởi nắng to sẽ cho nhiều muối hơn. Trung bình mỗi ngày, mỗi người có thể làm ra được khoảng 50kg đến 1 tạ muối. Giá bán hiện tại khoảng 1.800 đồng 1kg. Thị trường giá cả có tăng đột biến của năm ngoái và năm nay, giá bình quân nhiều năm thì là muối nó cao hơn. Và chính vì lẽ đó nên bà con diêm dân ra đồng sớm và khắc phục những cái diện tích còn hoang hóa trước đây để mở rộng. Vất vả, nặng nhọc, nhưng nghề muối vẫn tồn tại gần 1.000 hectare ở nhiều làng quê vùng biển của tỉnh Nghệ An.